Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là video về con xe độ 6 máy đang được bái từ Bukit Tiêu đây. Con xe này là 313 và hôm nay thì có hai con, một con đang đến đây. Tuy nhiên thì mình sẽ tập trung vào cái con 373 thôi các bạn nhé. Con này ở video sau mình sẽ gửi đến cho các bạn xem. Hôm nay thì cả hai con đều lầy lội hết các bạn nhé. Cả hai con đều phải tời mãi ra khỏi bãi. Bốc xong tầm 11 giờ trưa mà anh em phải tời đến tầm khoảng hơn 3 giờ chiều mới tời được ra khỏi bãi. Và cái riêng cái con xe kia thì nó phải bỏ một phần cây xuống, xong rồi về sau anh em lại phải bốc lên chắc tầm khoảng hơn 3 tấn ấy. Đây lúc đầu đi còn khá là nhẹ nhàng, và về sau phải tời liên tục. Tời bao nhiêu gốc cây cũng bật hết các bạn ạ. Rất là khổ. Anh em đói meo mà vẫn phải làm đấy. Lúc đầu đi mà nó chưa bị lún nhiều á thì còn nhẹ nhàng này các bạn. Nhưng mà khi đi mà nó bị lún á, nó cuốn cả cái vỏ cây lẫn cả cái cành cây vào, đi không nổi luôn. Và về sau thì tời mãi mới ra được khỏi bãi đấy. Các bạn hãy xem video để cùng mình trải nghiệm nha, trải nghiệm những cái khó khăn vất vả của anh em nha. Nó lầy lội chỗ nào nhé. Tôi nghĩ là trên bãi nó đơn giản đấy thôi, nhưng mà khi mấy bữa nay trời mưa liên tục các bạn ạ, nên là anh em đã bỏ đi tầm khoảng 3 đến 4 ngày chưa đi xuống làm rồi mà vẫn có keo trên bãi, nên là anh em phải đánh xe xuống để bốc hết hai cái xe keo này để về kịp đánh báo đây các bạn ạ. Chứ còn không để lâu quá mà qua mùa báo nữa thì cây khô hết. Anh em làm tí bao nhiêu công sức thì bây giờ phơi cho nó nhẹ tênh. Giờ keo anh em tính theo tấn các bạn nhé. Nhiều bạn hỏi mình sao lại keo lại bóc hết vỏ thế này, nhưng mà chỗ mình là keo giấy các bạn ạ, nên là bóc hết vỏ mà tính theo tấn thôi. Nên là bây giờ anh em cũng làm theo tấn các bạn nhé. Ông chủ thuê để làm theo tấn, mà một tấn thì hơn 300. Rồi anh em nắng nôi để làm ra rồi nhưng mà không chở đi về được, đường lầy quá. Thế là hôm nay chở cũng là hơi khô một xíu, nên là anh em tranh thủ rồi chuẩn bị lại, có báo tiếp rồi. Mùa này làm ăn vất vả quá. Và bây giờ bắt đầu tời các bạn nhé, tời lên tời xuống tời ngang tời dọc luôn.
em đang tính lùi ra để mà hốc với mấy cái đông ở phía sau đây, nhưng mà không lùi nổi. Cái chỗ này rất là gầy luôn. Bật rồi. Lấy xe xin lên nối. Cột nhanh nhanh. Nói sao đi còn lô cây trong này cứ đẹp thì xin dịp hào cột. Có lô cây Thank you.
Hoan ơi! Hôn lên. Đúng đó, đúng không? Thank you.
coi. Ôi. Cái kẹp chúng ra thôi. Thôi. Thêm.
là qua khỏi. Cả cầu luôn rồi. Bây giờ không tời đi đằng trước được nữa, phải tời lùi lại thôi. Vì đang bị quấn cái vỏ cây lẫn cả cái cành cây rất là nhiều, phải bị lún nhá. Cái chỗ này lún khá là sâu nhá, xoay nghiêng hết rồi. Nên là tời lùi lại thôi.
nó đấy. Khó đó. Giờ tới rất là xa luôn. Ở tầm khoảng hơn 70 mét. Xe này thẳng là đi được, mà xe kia nghiêng quá không biết sao về. Cắt nhỏ hơn đây à. Cắt con. Đến từ đây không? Qua đây thêm. Rồi lắm. Cao đẳng nào rồi. Chưa đẳng nào. Chưa ăn, chưa ăn. Những cái đấy là nhau thì người tôi làm với nhau kia là người ạ. Đi dâu à, sáng cho đến như lái thẳng về đi. Đây này coi sáng chỉ chiều thảo này nè. Hôm nay mình phải thẳng phải phá nè, mình nhẹ hơn nè. Bữa như anh để bên nào á? Ở dưới kia rồi nhỉ?
ở đây có cái thằng. Rồi, cuối cùng cũng ra được Sở Bá rồi các bạn ạ. Nhẹ hết cả người. Mà anh em cũng đói meo hết cả rồi. Mệt mỏi.
quá mệt luôn rồi. Còn xe sau vẫn đang ở phía sau luôn nhé các bạn nhé. Xe sau cũng ra khỏi bãi rồi các bạn ạ. Các bạn xem video đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với nhé. Mình xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.